Chào mừng bạn quay trở lại với chuyên mục review sách kinh doanh của kênh video Hoàng Ngọc Sơn. Đây là một trong chuỗi những hoạt động vì cộng đồng của Hoàng Ngọc Sơn, chuyên gia đào tạo đầu tư Forex và chứng khoán Mỹ cùng các cộng sự thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tóm tắt tác phẩm 10 nguyên tắc thành công của Walmart. Nguyên tắc đầu tiên, hãy tận tụy với công việc kinh doanh của bạn. Hãy tin tưởng vào nó hơn bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ rằng tôi đã khắc phục được những khiếm khuyết của bản thân bằng sự đam mê hoàn toàn mà tôi dành cho công việc của mình. Tôi không biết liệu bạn đã có niềm đam mê kinh doanh bẩm sinh hay bạn có thể học được điều này hay không, nhưng tôi biết rằng bạn cần có nó. Nếu bạn yêu thích công việc của mình, bạn hãy luôn hăng say trong công việc và bạn sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Và rất nhanh chóng, những người xung quanh cũng sẽ nhiễm sự đam mê này của bạn, giống như một cơn sốt da vàng vậy. Nguyên tắc thứ hai, chia sẻ lợi nhuận với các thành viên trong công ty và hãy cư xử với họ như những cộng sự. Ngược lại, họ cũng sẽ coi bạn như một cộng sự cùng hợp tác. Tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp hơn cả sự mong đợi của bạn. Hãy duy trì một tập đoàn và nắm giữ quyền kiểm soát nếu bạn mong muốn. Song, hãy xử sự như một nhà lãnh đạo làm đầy tớ cho việc cộng tác này. Hãy khuyến khích các thành viên trong công ty cùng góp cổ phần đầu tư. Hãy bán cho họ cổ phần công ty với giá chiết khấu thấp và tăng cổ phần cho họ khi họ về hưu. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Nguyên tắc thứ ba là tạo động cơ làm việc cho cộng sự. Chỉ có tiền và địa vị hay chức vụ thôi thì chưa đủ. Thường xuyên, ngày này qua ngày khác, bạn phải nghĩ ra những cách thức mới lạ, hấp dẫn hơn để thúc đẩy và thách thức các cộng sự của bạn. Đặt ra những mục tiêu thật cao, khuyến khích cạnh tranh và rồi hãy ghi nhận những kết quả đạt được. Bạn hãy thực hiện những trò thưởng phạt khác thường. Nếu mọi điều trở nên nhàm chán, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thì hãy yêu cầu những nhà quản lý chuyển đổi công việc cho nhau để họ luôn bị thử thách. Hãy luôn để mọi người phải đoán xem mánh khóe tiếp theo của bạn sẽ là gì, đừng để nó trở nên quá dễ đoán. Nguyên tắc thứ tư, hãy chia sẻ những thông tin có thể với các cộng sự. Càng biết nhiều thì họ sẽ càng hiểu nhiều hơn, càng hiểu biết thì họ sẽ càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đó. Khi họ đã quan tâm rồi thì không còn gì có thể ngăn cản được họ. Nếu bạn không tin tưởng để cho phép cộng sự của bạn biết được những gì đang diễn ra, họ sẽ cho rằng bạn không thực sự coi trọng nhân viên. Thông tin là thế mạnh và là lợi ích bạn có được từ việc chia sẻ nó với các cộng sự hơn là những đền bù rủi ro do sự tiết lộ thông tin với đối thủ cạnh tranh. Nguyên tắc thứ năm, hãy định giá đúng sự đóng góp của mỗi thành viên đối với công ty. Việc trả lương và quyền được mua cổ tức công bằng sẽ khiến cho các thành viên có trách nhiệm và tận tụy với công việc. Chúng ta ai cũng muốn được nghe người khác đánh giá nhiều về những gì chúng ta đã làm cho họ. Chúng ta thích được nghe điều này một cách thường xuyên, đặc biệt khi ta làm được một việc gì đó mà ta thấy thực sự tự hào về điều đó. Những lời khen tặng chân thành, đúng lúc, đúng người là món quà không mất tiền mua nhưng đáng giá bằng cả gia tài. Nguyên tắc thứ 6, lạc quan trong mọi tình huống. Hãy tìm ra những điểm hài hước trong mỗi thất bại của mình. Đừng quá lo lắng, hãy thư giãn. Như vậy thì những người xung quanh bạn sẽ không bị căng thẳng. Hãy vui vẻ và luôn tỏ ra say mê. Rồi hãy đề nghị mọi người cùng hát với bạn. Nó quá gò bó khiến cho bạn có cảm giác bị ép buộc. Tất cả những điều trên tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại quan trọng và thú vị hơn bạn nghĩ rất nhiều và nó làm cho bạn quên đi sức ép cạnh tranh. Vậy thì tại sao chúng ta không tống khứ những nhàm chán ra khỏi Walmart? Nguyên tắc 7, hãy lắng nghe ý kiến của mọi người trong công ty. Bạn phải tìm cách để khiến họ bộc lộ những suy nghĩ của mình. Những người ở tiền tuyến, những người thực sự trò chuyện với khách hàng là những người duy nhất biết được điều gì đang diễn ra ở đó. Tốt hơn hết là bạn hãy tìm hiểu xem họ biết được những gì. Đó mới chính là cái mà người ta gọi là chất lượng tổng thể. Để giảm bớt trách nhiệm trong việc điều hành của bạn và khuyến khích nảy sinh sáng kiến, bạn phải lắng nghe những điều các cộng sự muốn nói. Nguyên tắc thứ 8, đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng. Nếu bạn làm được như vậy, họ sẽ mãi là khách hàng của bạn. Hãy đem lại cho họ những gì họ muốn và thêm một chút nữa. Hãy để họ thấy rằng bạn rất coi trọng khách hàng. Hãy làm tốt để khắc phục những lỗi lầm của mình và đừng bao giờ phải nói lời xin lỗi. Hãy chịu trách nhiệm với những gì bạn làm. Điều quan trọng nhất mà tôi đã viết là dòng chữ trên tấm bảng hiệu đầu tiên của Walmart. Bảo đảm sự hài lòng của khách hàng, dòng chữ đó vẫn còn cho đến tận bây giờ và nó đã tạo nên sự khác biệt cho Walmart. Nguyên tắc 9, hãy kiểm soát việc chi tiêu của bạn tốt hơn đối thủ của bạn. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của bạn. Trước khi Walmart được biết đến như một cơ sở kinh doanh bán lẻ lớn nhất trên toàn quốc,
thì trong suốt 25 năm điều hành công ty, chúng tôi luôn có tỷ lệ chi phí doanh thu thấp nhất trong ngành. Bạn có thể sẽ mắc nhiều sai lầm trong kinh doanh, nhưng bạn có thể sửa chữa được nếu bạn điều hành một cách có hiệu quả về chi phí. Nhưng nếu bạn không điều hành một cách có hiệu quả, thì bạn sẽ bị đào thải, dù có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Nguyên tắc thứ 10, bơi ngược dòng. Hãy tìm ra một hướng đi khác. Bạn đừng quan tâm đến những lời nói khuyên thông thái mang tính ước lệ. Nếu tất cả mọi người đều làm theo một cách, thì sẽ có cơ hội tốt cho bạn có thể tìm ra một hướng đi ngược lại. Nhưng bạn hãy chuẩn bị cho việc sẽ có rất nhiều người lôi bạn quay lại và nói rằng bạn đang đi nhầm đường. Làm cách nào để mọi người đồng tình và ủng hộ cách làm của bạn? Tôi đoán rằng trong suốt cuộc đời tôi, điều tôi đã nghe được nhiều nhất là một cửa hàng giảm giá không thể tồn tại lâu dài trong một thị trấn dưới 50.000 dân. Bạn thân mến, chúng ta đã đi một cách rất nhanh chóng xuyên suốt qua 10 nguyên tắc thành công của Walmart. Hãy nghe lại thêm lần nữa khi cảm thấy chưa thông suốt các giá trị. Hy vọng audio này hữu ích với công việc kinh doanh của bạn. Hẹn gặp lại ở audio tiếp theo của chúng tôi nhé!